Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái hành trình khá là dài ngày ngay tại đất nước Campuchia. Mình đang trên tay mình là hai cái vé xe di chuyển từ Sài Gòn đi sang thủ đô Phnom Penh, mất khoảng 6 giờ đồng hồ. Và dự kiến thì khoảng 7 giờ tối thì mình sẽ có mặt tại thủ đô Phnom Penh. Và người đồng hành trong chuyến đi ngày hôm nay của mình đó là bạn Huy, một cái phóng viên ảnh, chụp ảnh rất là đẹp. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà mọi người muốn đi sang Campuchia bằng xe đò thì có hai chỗ mà các bạn có thể đến. Thứ nhất là các bạn sẽ lựa chọn cái khu vực đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến đường này thì ít nhất là khoảng 10 hãng xe bán vé đi từ Sài Gòn sang thủ đô Phnom Penh, hoặc là đi trực tiếp sang tỉnh Siem Reap hoặc là Sihanoukville ở Campuchia. Và nơi thứ hai đó là khu vực đường Tảng Đà, cận kề với Bệnh viện Đại học Y Dược. Giá vé đi từ Sài Gòn sang Phnom Penh thì tầm khoảng 9 đô la cho đến 12 đô la, tức là khoảng hơn 190 ngàn cho đến khoảng 200-250, khá là rẻ. Nếu mà các bạn di chuyển sang Campuchia, các bạn chơi tầm 3-4 ngày thì chi phí mà khách sạn, đi lại và tiền thuê xe túc túc hàng ngày thì mình ước chừng là khoảng từ 1,5 triệu tới 2 triệu đồng thôi. Xe của mình cũng vừa mới xuất phát khỏi công viên 23 tháng 9 nằm ngay tại quận 1, ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các bạn muốn đi sang Campuchia thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái passport. Làm passport thì mọi người chỉ tốn khoảng hơn 200 ngàn thôi. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng là sang Campuchia phải xin thêm visa. Thực sự thì không có nha mọi người. Đây là những cái con dấu mà mình đã từng đến Campuchia này. Đây là con dấu nhập cảnh và xuất cảnh của mình vào năm 2015. 2016, và mình đã 4 lần đi sang thủ đô Phnom Penh chơi rồi, và đây là lần thứ 5 mình đặt chân tới đất nước này. Và dự kiến thì trong những ngày tới thì mình sẽ có mặt tại thủ đô Phnom Penh, và đồng thời thì mình sẽ đến Siem Reap. Ở đó thì mình sẽ thăm hai khu vực. Thứ nhất là làng người Việt ở khu vực biển Hồ và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại cầu Sài Gòn ở thủ đô Phnom Penh. Mình cũng vừa mới nhận được cái món quà từ cô Hệ Dung là 500 đô la và 3 triệu đồng từ chị Thúy ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và hai món quà của cô Dung và chị Thúy thì mình sẽ chia nhỏ và sẽ gửi cho những cái hoàn cảnh khó khăn của những người Việt đang sinh sống tại Campuchia. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa thì mình sẽ đến cửa khẩu Mộc Bài, đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, dài hơn 1.200 cây số và chúng đi qua khoảng 10 tỉnh mọi người, bao gồm bắt đầu từ Kon Tum đến Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Cửa khẩu mà mình đi qua đó là cửa khẩu Mộc Bài. Phía bên kia là tỉnh Srai Vien của Campuchia. Đây là một cái tuyến đường mà huyết mạch nối từ trung tâm thủ đô Phnom Penh đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đó là quốc lộ số 22, hay còn gọi là tuyến đường mang tên là đường Xuyên Á. Đây là cửa khẩu Mộc Bài và mình vừa mới thực hiện cái việc xuất cảnh, và phía trước mọi người kia là cửa khẩu Baves và phải nhập cảnh mới đặt chân đến đất nước Campuchia. Cho mọi người xem cửa khẩu Mộc Bài nè, đây là cửa khẩu quốc tế, không những là nơi trung chuyển xuất cảnh của khách du lịch, còn là nơi mà rất là nhiều hàng hóa từ Campuchia và Việt Nam qua lại. Phía xa kia mọi người là cửa khẩu của Campuchia, và xung quanh cửa khẩu Campuchia thì có rất là nhiều sòng bài. Ở đây thì có lên đến khoảng 50 cái sòng bài. Tuy nhiên thì gần đây thì các sòng bài gần như là ế ẩm, còn hoạt động tầm khoảng 5 đến 6 cái sòng bài. Tí nữa sau khi mà mình nhập cảnh vào đất nước Campuchia thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái khu vực biên giới và khung cảnh ảm đạm ở khu vực biên giới giữa cửa khẩu Mộc Bài với tỉnh Srai Vien của Campuchia như thế nào. Mình vừa mới mua một cái sim của hãng Medphone. Medphone là một cái hãng của Viettel đầu tư tại đất nước Campuchia. Ở đây thì sim có số điện thoại là 0972088478. Một cái sim như thế này, bao gồm một cái thẻ cao, có giá là 100 ngàn, cực kỳ rẻ. Và ở đây ở tại Campuchia thì đã có hạ tầng 4G rồi, và mình chỉ cần gắn lắp sim vào có thể sử dụng được 4G. Ở khu vực trung tâm thì có thể sử dụng được 4,5G luôn.
Phía trước mọi người đây là một khu chợ biên giới nhưng mà có rất nhiều người Trung Quốc. Xa xa kia là một cái dãy nhà chung cư mà rất nhiều người Trung Quốc tiểu thương ở đến đây để lập nghiệp. Và xung quanh này thì có khá nhiều sòng bài. Đứng ở đây thì mình vẫn thấy được những cái sòng bài có tên là Macau, Hồng Kông và Chinatown. Ngay tại bãi đậu của khu vực cửa khẩu thì có rất nhiều xe ô tô. Đây là những cái xe mà của các sòng bài bố trí sẵn sàng đưa đón những cái người mà đến khu vực biên giới để đánh bài. Đây là khung cảnh ở khu vực biên giới, tuy nhiên thì các bạn để ý thấy là có rất nhiều bảng hiệu hoàn toàn là chữ tiếng Việt. Phía trước mọi người đây là một cái sòng bài cực kỳ lớn ngay tại khu vực biên giới. Vừa rồi thì mình mới đi ngang qua sòng bài có tên là Li Macau. Tại Campuchia thì mình sử dụng hai loại đồng tiền ria của Campuchia và đồng tiền đô la Mỹ. Tụi mình thì không đổi sang đồng tiền ria mà tụi mình đã chuẩn bị khá là nhiều tiền đô la Mỹ để dễ sử dụng hơn. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng đồng tiền ria thì hoàn toàn đều quy đổi sang đồng tiền đô để dễ tính toán. Ở đây thì người Cam cũng rất thích xài tiền đô la hơn là đồng tiền của quốc gia họ. Xe của mình đã dừng chân tại một cái trạm dừng chân quán ăn cận kề vùng biên giới. Và đây là khung cảnh đường phố của biên giới ở khu vực Campuchia. Đây là tỉnh Srai Vien. Mọi người đã thấy đường xá hạ tầng hơi tệ, bụi bặm khá là nhiều. Các bạn để ý ơi, tất cả các cửa hàng ở Campuchia thì họ ưu tiên mua bán giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Ví dụ như ở phía trước các bạn đây là một quán cà phê nè, họ quy đổi sang đồng đô la 2 đô la, 2,5 đô la. Đó, ở đây thì rất chuộng đô la Mỹ. Và một cái đặc biệt lưu ý nữa cho mọi người biết rằng là đồng 2 đô Mỹ ở Campuchia một vài cửa hàng không sử dụng. Đối với người Campuchia thì tờ 2 đô là một trong những tờ tiền xui xẻo. Ở trên mặt tiền thì có một số hình hài mà theo người Campuchia đó là những cái đầu lâu, khơi gợi lại cho họ những ký ức liên quan đến cái giai đoạn mà thảm sát của nạn diệt chủng Pol Pot. Vì vậy thì tờ 2 đô la có nơi thì sẽ sử dụng với giá trị tương đương là 1,5 đô. Còn có một số cửa hàng thì hầu như là không sử dụng đồng 2 đô la. Đây là một con đường dẫn vào từ cửa khẩu Mộc Bài đi vào trung tâm thủ đô Phnom Penh. Đường đang nâng cấp và đang chờ chi phí để trám nhựa đường. Vì vậy thì các bạn sẽ thấy một cái khung cảnh lúc nào cũng mù mịt trời, mù mịt bụi. Thank you. Mua là bao nhiêu? Mấy đô? Một đô, 20 ngàn. Một đô, 2 chai. Mình vừa mới ghé vào một cái cửa hàng mua một chai nước tăng lực và hai chai như thế này là cái giá là 1 đô la. Ở tên tại đất nước Campuchia thì việc mua sắm hoàn toàn đều sử dụng bằng tiền đô. Và đặc biệt thì ở đây thì mọi người không xài tờ 2 đô. Đây là nếu mà thối thì đúng ra thì có tờ 2 đô trong này nhưng mà hoàn toàn không sử dụng 2 đô nha mọi người. Toàn là 1 đô hoặc là 5 đô thôi. Đất nước Campuchia. Gần 7 giờ tối, tuy nhiên thì tụi mình vẫn chưa đến cái điểm dừng chân bến xe ngay tại thủ đô Phnom Penh. Phía trước mọi người có thấy một cửa hàng có tên là Bitphone không? Đây là cửa hàng do thương hiệu Thế Giới Di Động ở Việt Nam sang đây đầu tư. Còn đây là cửa ngõ của thủ đô Phnom Penh, nơi mà có rất nhiều người Việt sinh sống. Và phía xa xa này, tí nữa thì mình sẽ đi ngang qua cái bệnh viện khá nổi tiếng, đó là bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh. Đây là một góc nhỏ ở thủ đô Phnom Penh. Và phía trước mọi người đây là cái cầu có tên là cầu Sài Gòn. Thiệt sự thì cái cầu này do Nhật xây dựng, tuy nhiên thì cái hướng này là hướng đi về Sài Gòn, Việt Nam, cho nên là người dân ở thủ đô Phnom Penh hay gọi đây là cầu Sài Gòn. Và một điều rất thú vị ở đây, dù phương tiện khá đông, dù có tình trạng kẹt xe nhưng mà rất hiếm để nghe tiếng còi xe. Phương tiện để đi lại dễ dàng nhất đó là những xe túc túc. Và một cái điều đặc biệt ở đây thì có dịch vụ Grab túc túc.
Chẳng hạn như là khi mà các bạn chỉ cần đến đất nước Campuchia và bắt đầu cập nhật cái phiên bản mới nhất của Grab thì mọi người có thể di chuyển bằng dịch vụ Grab Tuk Tuk. Đây là một trong những dịch vụ mình trải nghiệm, mình thấy rất tiện ích, và trong các clip sắp tới thì mình sẽ thử review cho mọi người xem được giá nếu mà các bạn đi Grab thường và Grab Tuk Tuk như thế nào nha. Đây là phương tiện mà tụi mình sẽ di chuyển từ cái bến đậu xe đến khách sạn của tụi mình thuê, nằm ngay tại khu vực phố Tây. Và hầu hết thì đối với khách du lịch thì hay lựa chọn phương tiện xe Tuk Tuk để di chuyển từ ngay tại bến xe để đến khách sạn của mình, thì cách nhau khoảng tầm 4 cây số với giá tiền là $4 Mỹ. Và đây các cái xe Tuk Tuk thường có những cái địa điểm giới thiệu du lịch cho các cái du khách. Dự kiến thì ngày mai tụi mình sẽ đến một cái chùa có tên là chùa Wat Pho ha, chùa Wat Pho, một cái chùa khá linh thiêng. Và trong này thì có một địa chỉ đó là Kinning Field, hay còn gọi là cánh đồng chết. Và đây là địa điểm mà tụi mình mong đợi nhất và sẽ được trải nghiệm ở đây để giới thiệu cho mọi người xem. Hoặc là nhà tù có tên là nhà tù Tuslen, nhà tù S21 nằm giữa lòng thủ đô Phnom Penh. Và đây là cung điện Hoàng gia. Và đây là một cái làng dệt ở một cái đảo nhỏ, một cái bán đảo nhỏ nằm giữa lòng thủ đô. Rất nhiều địa điểm du lịch nhưng mà tụi mình sẽ lựa chọn một vài địa điểm để trải nghiệm và giới thiệu đến mọi người. Có một cái điều đặc biệt nữa là khi mà các bạn có mặt ở thủ đô á, các bạn sẽ không nghe được tiếng còi xe. Phía bên tay trái của mọi người đây là một cái xe Tuk Tuk Grab. Ở đây thì rất là nhiều người lựa chọn xe Tuk Tuk Grab. Tuy nhiên thì có một cảnh báo cho mọi người là những chiếc xe đó thì không an toàn lắm, tại vì sử dụng công nghệ chạy bằng ga. Và thường xuyên ở tại Campuchia thì những chiếc xe Tuk Tuk Grab á, thường xuyên nổ bình ga. Xe thường xuyên nổ và dân khách ra ngồi xe Grab luôn. Đây là xe của do Ấn Độ sản xuất và nhập về tại Campuchia. Đây là một trong những cái trục đường khá nổi tiếng và trục đường quan trọng ở thủ đô Phnom Penh. Đi ngang phía bên tay phải mọi người đây là sân vận động Olympic, một sân vận động rất lớn. Và vừa rồi thì mình mới đi ngang qua một ngôi chợ có tên là chợ Nga. Và giờ thì đến khách sạn nằm ngay tại phố Tây luôn. Tour hả? Ở tại Campuchia có một cái thương hiệu cà phê mà mình rất thích và uống rất ngon, đó là Amazon. Amazon là thương hiệu của tập đoàn của người Thái Lan, cà phê của Thái Lan, nhưng mà không phát triển ở Thái Lan thì Amazon không phát triển, nhưng mà là tại Lào và Campuchia thì chuỗi cà phê này cực kỳ phát triển, mọc rất là nhiều nơi. Đó kia, đó cà phê Amazon đó, có hình cái con vẹt, nó đúng là con vẹt. Ngon lắm, sáng mai mình uống cái đó. Đi sao 6 tiếng đồng hồ ngồi xe. Ê ẩm. Thiệt ra thì mình đi xe đò rất nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà đi xe đò sang Campuchia thì cảm giác mệt hơn bình thường. Đường rất xấu, bụi nữa, nắng nữa. Đây là thủ đô Phnom Penh, phát triển không kém gì Sài Gòn. Ở đây thì nếu mà đi trên đường phố thì mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh của Thủ tướng Hun Sen, một thủ tướng đương nhiệm ở tại Campuchia. Hình ảnh của ông được treo rất là nhiều nơi. Đây là sân vận động Olympic nè, đội bóng của Campuchia vừa rồi mới thua quốc gia nào đã, mới đá cái trận mà 0-14 á, UAE hả? Nhớ vừa rồi có một cái trận banh mà Campuchia thua 14 quả. $4 mà quãng đường khoảng 4 cây số thì giá cũng tương đối được. Ở đây thì đi taxi thì ít như ai lựa chọn đi lắm. Người dân ở đây hoàn toàn di chuyển bằng Tuk Tuk mà. Không hiểu tại sao, tại vì ở tại Campuchia thì nhiệt độ ngoài trời rất là nóng hơn cả ở Sài Gòn luôn. Tại vì ở đây thì xe biển. Nhưng mà nếu mà đi xe taxi thì có mấy lạnh mát, nhưng mà ít người đi lắm. Người ta cứ lựa chọn xe Tuk Tuk như thế này là đi. Đi như thế này thì vừa bụi, vừa nóng, nhưng mà
lại là phương tiện được ưa chuộng. Bên này là trung tâm thương mại The Olympic Mall. Đó, mọi người thấy không, ngay tại thủ đô Phnom Penh có những cái cầu vượt phát triển không? Ở Sài Gòn quận nhất đâu có đâu, đâu có cầu bộ hành dành cho người đi bộ nhiều. Còn đây là những cái dãy nhà sau khi mà Pol Pot dẹp đi á, thì chính quyền mới của Hun Sen đã xây dựng những cái dãy nhà như thế này để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Và tiếp nữa thì mình sẽ đi ngang qua một cái phố gọi là Chinatown, nơi có rất nhiều người Trung Quốc cư ngụ, làm ăn, sinh sống ở đây. Ở đây thì giống như là ở Sài Gòn vậy, có một khu phố dành cho người Tàu, hay ở Sài Gòn thì gọi là khu phố Chợ Lớn, khu Chợ Lớn á. Thì cũng có khu người Việt luôn, nhưng mà khu người Việt thì cực kỳ nghèo, đó là khu ở cầu Sài Gòn. Ở đó thì có rất nhiều người Việt còn đang sinh sống, rơi vào cái cảnh đói khổ, sống trên những cái chiếc nhà sàn. Thậm chí có người không có nhà ở, phải dựng lên một cái tấm bạt để cư ngụ. Còn một vài người Việt thì làm ăn khấm khá thì đang sinh sống ở ngay tại Siem Reap hoặc là ngay tại khu vực xung quanh khu phố Tây á. Tí nữa thì nơi mà mình sẽ ở thuê khách sạn ở đó. Xe túc túc này thì thịnh hành và phát triển nhiều ở hai quốc gia đó là Campuchia và Thái Lan. Có một cái nó thú vị cho mọi người được biết là ở tại Campuchia là kỹ năng đậu ô tô của người dân ở đây rất kém. Sáng mai thì mình sẽ quay cho các bạn xem, có những chiếc xe ô tô thì người dân không biết cách đậu, họ đậu chằng đậu chéo ở các, đặc biệt là một số khu chợ. Xe ô tô có thể đậu hẳn lên vỉa hè luôn. Họ hình như là không biết cách đậu vào chuồng, có nghĩa là đậu di cái đuôi vào bên trong vị trí đậu theo những cái vạch kẻ sẵn. Thì ở đây thì cứ đậu thoải mái, cứ chỗ nào trống thì có thể đậu, và cảnh sát Campuchia không bao giờ phạt cái chuyện đó. Đó, thấy không? Xe lúc đúc đầu đúc ra đúc xéo xẹo à. Và nãy giờ thì mình trò chuyện với mọi người thì chắc có lẽ cũng không ai nghe được tiếng còi xe. Dù kẹt xe, dù ồn ào, dù đông đúc phương tiện, nhưng mà ở đây thì người dân Campuchia không bóp còi xe. Và một cái điều thông tin nữa cung cấp cho mọi người, 97% dân số ở đây theo đạo Phật giáo, và Phật giáo ở đây là Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy là mỗi buổi sáng các thầy tu sẽ đi ra ngoài đường để khất thực, và những người dân Campuchia sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng, chờ thầy, chờ sư đi ngang qua để cúng dường. Và các thầy các sư ở đây thì chỉ được phép ăn trước 12 giờ và sau 12 giờ thì sẽ nhịn đói tới ngày hôm sau. Ngồi ráp ra thì ở đây thì cũng có một ứng dụng khá phát triển có tên là Bass App. Bass App là một ứng dụng tương tự như Grab ở Việt Nam vậy. Chuyên cung cấp dịch vụ kết nối giữa tài xế và người sử dụng phương tiện đi lại. Năm ngoái cũng vào thời điểm này thì mình có thuê một khách sạn nằm ở góc đó, khách sạn màu vàng vàng á đó, đó, để mình ở gần cái chợ Nga. Hồi đó thì mình ở khách sạn này và hay ghé vào quán cà phê này để uống, và sau đó thì hay ăn tối ăn sáng ở trên trục đường này. Và hôm nay thì mình đã di chuyển về thuê khách sạn ở khu vực phố Tây để thuận tiện hơn, và dự kiến thì chắc ngày mai thì mình sẽ đi khá là nhiều địa điểm, phải thuê một chiếc xe túc túc cả ngày. Nếu mà thuê một ngày như vậy thì mình sẽ tốn khoảng $15. Vì vậy thì các bạn sẽ biết giá nha. Đến thủ đô Phnom Penh, thuê xe túc túc đi nửa ngày sẽ là $10, mà thuê nguyên ngày thì chỉ có $15 thôi. Tức là các bạn sẽ tốn khoảng hơn 300.000 cho một cái việc di chuyển bao cả ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đèn đỏ ở đây cực kỳ lâu. Và hiếm nha, mình nói không phải là không nghe tiếng còi xe đâu, nhưng mà hiếm nghe được tiếng còi xe. Thường thường ở Việt Nam ấy, cái tình trạng là chuẩn bị chuyển sang đèn xanh thì bóp còi thúc giục liên tục, nhưng mà ở đây nè, nó chuẩn bị đèn chuyển sang đèn xanh, không có nghe một tiếng còi. Hình như đèn ở đây không có số, từ nãy đến giờ đi mình gặp là chỉ có đèn báo, đèn xanh hoặc đèn đỏ, và không có số đếm luôn, gần như là không thấy số đếm. Hồi xưa khi mà mình đến thủ đô Phnom Penh mình ở thì mình có ghé cửa hàng Cycle K kia, đó đỏ đỏ nó phía trước á, mình có mua khá là nhiều nước suối. Thì lúc đó thì mình xin một cái túi ni lông để mình đựng
Tuy nhiên thì bạn nhân viên ở cửa hàng này lại không cho mình túi. Bạn nói là bây giờ hết túi rồi. Hoặc là nếu mà có thì bạn đi mua với giá là 1 ria. Thì sau khi mà mình đi á, mình rời cửa hàng đi thì mình nghe một cái từ là capsule. Capsule là một cái từ mà được cho là để nói về người Việt. Người Việt một cái từ kém tôn trọng. Giống như là mình hay dùng cái từ dân tàu khửa đối với người Trung Quốc, thì một vài người Campuchia mà họ không thích người Việt Nam thì họ sẽ sử dụng cái từ là capsule. Bên đây là cái chợ gọi là chợ mới, một cái chợ mà rất đông đúc khách du lịch, giống như là chợ Bến Thành ở Sài Gòn vậy á. Đó, phía bên tay trái mọi người có tên là chợ mới. Ở đó thì có rất là nhiều đặc sản cũng như là một số cái vải đồ lưu niệm ở Campuchia. Ở đây thì ba thương hiệu điện thoại khá phổ biến. Ở Việt Nam thì người ta thích xài iPhone và Samsung, thì ở đây, riêng ở đây thì Huawei, Oppo và Vivo đúng không? Vivo là ba thương hiệu mà được nhiều người sử dụng nhiều nhất. Bên đây là một cái trung tâm thương mại. Đó. Bên kia có một cửa hàng của người Việt gốc Việt nè. Ba cua tẻo là một món đặc sản của người Mã Lai, nhưng mà ông chủ là người Việt Nam. Mình đã từng trải nghiệm ở cửa hàng ba cua tẻo rồi, một cái món đặc sản. Cửa hàng Samsung hiếm. Ở đây được một vài cửa hàng Samsung, nhưng mà không bằng nha. Huawei rất là nhiều. Đó, đối diện mọi người đây là chợ mới này. Một ngôi chợ rất đẹp, giống như chợ Bình Thành ở Sài Gòn vậy. Bạn mình đang ở Siem Reap về lại Nông Bên. Có hẹn mình uống cà phê trên cái tòa nhà đó. Đây là một cái tòa nhà khá là cao, cao nhất nhì ở thủ đô Nông Bên, giống như biểu tượng ở tòa nhà Bitico vậy. Nếu mà tí nữa bạn mà về kịp sớm trước 10 giờ đêm thì tụi mình sẽ được trải nghiệm uống cà phê trên cái tòa nhà cao ở trên đó. Và bây giờ thì mình chắc có lẽ tranh thủ về khách sạn, cất đồ và đi ăn tối. Đây là cái giỏ, biết cái giỏ gì không Huy? Cái giỏ này là đựng thức ăn để buổi sáng. Chắc là bác Tài này là một cái người mà theo Phật giáo này. Bác Tài sẽ bỏ thức ăn ở trong giỏ này và chờ các cái sư vào buổi sáng để đi ngang qua và để cúng dường. Có cái giỏ để đựng thực phẩm để cho các sư vào buổi sáng này. Không nghe tiếng còi đúng không? Đó, thấy không? Như xe này chậm nối đuôi xe nọ, không có tiếng còi xe. Vừa rồi chỉ nghe tiếng còi của một cái anh bảo vệ thổi còi để dẹt đường cho một chiếc xe lui ra sau di chuyển trên mặt đường thôi. Đây là một cái phố ẩm thực chuyên bán về các loại trái cây, chè khá nổi tiếng ở Nông Bên. Hồi như gần một năm rồi mình mới quay lại cái tuyến đường này. Ở tuyến đường này thì mình có một cái người quen ở trên trục đường này bán một cái quán karaoke, kinh doanh karaoke trên trục đường này ở phía gần bờ sông. Là một người quen của mình. Đó đó, bánh tráng nướng Thái Lan. Đó, ở ngay tại Campuchia mà các bạn vẫn thấy có những cái cửa hàng ghi chữ tiếng Việt. Có lẽ là người bán là người Việt Nam. Ghi là bánh tráng nướng Thái Lan. Hôm trước có một vài bạn hỏi mình là sao lại dùng từ miên. Từ miên có phải là một cái từ kỳ thị hay không? Và sao được gọi là miên? Thì miên là một cái từ mà được gọi là đối với người Campuchia. Và mình có hỏi một vài người bạn mình ở Campuchia rồi. Tao dùng từ miên mày có ngại không? Nhưng mà mấy bạn nói không sao. Người Cam xem dùng cái từ miên cũng chẳng từ cảm giác tự ái gì đâu. Thì khi đó thì mình có đôi khi mình hay dùng từ miên. Và bắt đầu mình đang đi vào khu vực phố Tây rồi. What for? What nom? What firm? Yeah, what firm? Tusland. Killing Fields. Yeah, how? Killing Fields outside. One day. City tour. Yeah. What time we start? Okay. What time to start tomorrow? How much dollar? Dollar like one day 25. Yeah, $25. Okay. Yeah. What time to
want to go? Booking Agoda. Mr. Lê Văn Phòng. Đây là khách sạn mà tụi mình lựa chọn ở, nằm ngay tại phố Tây. Ban đêm thì ở một ngày như này, như vậy thì có giá là 20 đô, hơn 400 ngàn một đêm. Bao gồm có các cái dịch vụ như là breakfast ăn sáng này, có cả khu vực massage, quầy bar mini nữa. Khi nãy là tính thuê túc túc đi cả ngày, nhưng mà ngày mai thôi để mình đi địa điểm nào mình book Grab đi cho nó tiện. Tại vì mình cũng không muốn cho người ta chờ mình cả ngày nữa. Ok. Wow. Ok, thank you. Camera. You from the YouTube? Yeah. From YouTube, right? YouTube. YouTuber. Yeah. Yeah. Ok, thank you very much. Bye bye. Thank you. You want to do the safety part? Tại khách sạn này thì mình được free 2 chai nước suối, 2 gói Lipton, 2 gói cà phê và trà gừng. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số cái tiện ích bên trong này. Đây là phòng giường ngủ của mình và bạn Huy. Còn đây là toilet, có bồn tắm luôn. 20 đô, giá khá ổn. Truyền hình của Campuchia.